Nhưng mà sói đang uống gì vậy? Cái này là lip tâm chanh mật ong. Thấy cũng bình thường thôi, nhưng mà nó để vô cái này thấy nó cũng lạ lạ. Hình như cái này là bên Nam đúng không? Ủa sao biết, nãy giờ không tưởng tượng ra được luôn nha. Tại vì như thấy nó... No chưa? No quá trời luôn á, tại vì hả ngon quá, ăn quá trời quá đất luôn. Nhưng mà em công nhận nha, anh sói nhìn vậy chứ mà biết dắt đi mấy cái quán vừa lạ vừa độc. Trời ơi, nhìn tôi là biết rồi. Mà ăn cũng ngon nữa. Thì bữa nào hẹn rảnh xuống đây đi, sao dắt Nhiên đi những chỗ khác bao độc lạ hơn nhiều. Trời ơi, nghe hấp dẫn quá. Nhớ nhà, là phải đi ngay. Cafe Toilet Kingdom được thiết kế cực chất với những phong cách khác nhau, tạo cảm giác mới lạ cho khách hàng. Nếu không gian màu xanh dương khiến tất cả mọi người thích thú với hình ảnh ngượng ngùng của hai chàng trai và cô gái, thì không gian màu xanh lá lại vui nhộn với những chiếc gối in hình Airy Bird và một chiếc bồn cầu cách điệu được làm từ rất nhiều bức tranh, tạo nên cảm giác ấm cúng và gần gũi, thích hợp với những nhóm bạn trẻ thích không gian mới lạ.